Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để tiếp tục hỏi đáp điện năng hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ và góp ý với anh em có câu hỏi về điện năng. Rồi, thì có một anh viết comment xin hỏi kích điện cano và con kích anh đang nói nó giống và khác nhau thế nào? Con cano sử dụng năng lượng mặt trời được không anh? Dạ, đây là cái con kích điện. Thì cái con này nó kích từ cái nguồn điện bình ắc quy 12V lên 220V, dạng sóng sinh chuẩn ha. Xài nói chung mình sử dụng cho được tất cả các thiết bị điện trong gia đình đó. Con này có công suất tải 1000W 12V, thì nó có nhiệm vụ là lấy từ cái nguồn điện bình kích lên thành cái nó xây chiều điện lại 220V cho mình sử dụng đó. Còn cái con này á, nó cũng là cái con kích điện cũng 1000W hệ 24V, cũng là sinh chuẩn sử dụng cho được tất cả các thiết bị điện trong gia đình, ngay cả các thiết bị rất là nhạy cảm đó, thì sử dụng được hết, dạng như sóng sinh chuẩn đó. Thì cái con này, nhưng mà cái con hệ 24 này thì nó tích hợp 3 trong 1, là nó tích hợp vừa kích lên từ cái nguồn điện bình lên là một cái, rồi nó từ tích hợp sạc MVT, tức như là nó sạc cái tấm pin năng lượng mặt trời xuống á, nó sạc vào bình luôn. Rồi đó, rồi nó lấy cái từ cái ngã điện lưới, nó có sạc bên điện lưới nữa. Tôi ví dụ tôi đưa ra như thế này. Nếu mà tôi ví dụ nha, anh không sử dụng pin năng lượng mặt trời mà nhà anh chỉ đầu tư một cái con này, con 301 này, và anh đầu tư cái hệ bình 24V hoặc là 12V gì đó, thì những cái con 301 này nó có 12V, 24 hoặc 48V, thì mình không sử dụng điện năng lượng mặt trời, mình cái dạng mình đầu tư cái bình hệ bình ắc quy và một cái con kích để mình sử dụng phòng khi mắc điện á, chẳng hạn như là mình có những vài cái bình ắc quy, rồi mình có cái con kích nó tích hợp sẵn là bên có sạc điện lưới vào đây ha, rồi nó có sạc pin năng lượng mặt trời vào luôn. Nhưng mà mình tôi ví dụ như phòng đầu tư để phòng khi mắc điện thì mình không đầu tư pin năng lượng mặt trời, mình đầu tư cái con này cũng được đó, để mình lấy từ nguồn điện lưới mình sạc vào cái bình của mình, rồi khi mà mắc điện thì cái con này nó lấy từ điện bình nó kích lên thì để cho mình sử dụng. Thì cái con cano á, nó cũng là nó giống như cái con này thôi, thì cái con cano nó không có sử không có tích hợp sạc từ pin năng lượng mặt trời, nhưng mà nó có tích hợp sạc từ cái điện lưới đi vào ắc quy, rồi nó lấy từ cái nguồn điện ắc quy nó kích lên thành điện 220V cho mình sử dụng, cũng dạng sóng sinh chuẩn luôn đó. Là cái con kích cano thì nó cũng giống giống như cái con 301 này thôi, nhưng mà cái con cano nó là có 2 trong 1 thôi, nó sạc từ cái nguồn điện lưới vào cái bình ắc quy, rồi nó lấy từ cái nguồn điện ắc quy nó xây lại cái chiều điện 220V cho mình sử dụng, chứ nó không, cái con cano nó không có lấy từ pin mặt trời sạc vào ắc quy nó. Thì là cái con này nó được 3 trong 1, nó được lấy từ pin mặt trời sạc vào ắc quy luôn, là nó tích hợp sẵn cái bộ sạc điều khiển pin năng lượng mặt trời sạc vào bình, và nó tích hợp sẵn luôn cái sạc từ cái điện lưới vào bình đó, là 3 trong 1, ba cái trong một cái như thế này đó, là như vậy. Còn cái kích cano thì tôi cũng có tham khảo qua, thì nó có dạng như 2 trong 1, lấy từ điện lưới nó sạc vào bình, rồi lấy từ cái nguồn điện bình nó kích lên thành cái dòng điện 220V cho mình sử dụng, nó là như vậy anh. Đó, nó cũng giống giống với nhau, cái nào cũng là kích điện, nhưng mà mỗi một cái thì tích hợp sẵn riêng. Tôi ví dụ như cái này thì cũng tích hợp thêm một cái sạc pin năng lượng mặt trời, còn cái cano thì nó không có cái tích hợp sạc pin năng lượng mặt trời, mà nó tích hợp sạc từ điện lưới vào ắc quy, rồi lấy từ nguồn điện ắc quy kích lên điện 220V cho mình sử dụng. Rồi cũng có những cái con này thì nó có một trong một thôi. Cái con này nó chỉ có lấy từ cái nguồn điện ắc quy là nó kích lên, nó không có tích hợp là sạc điện lưới hay hoặc là sạc bên năng lượng mặt trời. Nó không, nó có nhiệm vụ là cứ mình câu từ cái nguồn điện từ cái cọc bình ắc quy cấp nguồn cho cái con kích, và con kích nó xây chiều điện lên 220V cho mình sử dụng. Con này 12V. Đó, rồi 24V có, 48V cũng có. Đó là một cái kích không như vậy, nó riêng lẻ như vậy. Nếu mà sử dụng con này bên năng lượng mặt trời thì mình phải mua thêm cái con sạc để điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời xuống bình, bình rồi mấy mình mới câu lên kích mình sử dụng. Còn những cái con tích hợp 3 trong 1 như thế này 12 cũng có, 24 cũng có, 48 cũng có, rất là tiện dụng. Đó,
pin năng lượng mặt trời xuống thì nó xây lên chiều điện cho mình sử dụng luôn. Đó, dư thừa thì nạp vào pin. Đó, mình sử dụng nhiều thì nó lấy từ điện bình phụ lên. Ban đêm thì mình sử dụng ắc quy hết thì nó lấy ngay cả điện lưới nó sạc vào ắc quy luôn. Nó cũng rất là tiện lợi chỗ này, ba cái trong một cái. Còn cái con Kano thì nó hai trong một. Sử dụng hết pin thì nó lấy từ cái nguồn điện lưới sạc vào pin. Đó, là như vậy. Rồi, cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, để tiếp theo thì anh ơi, anh có thể giải thích giúp em vì sao sạc MBT 45A của em sạc bộ sạc cho bộ pin Libel 4 khi đấu nối với nhau em rờ vào những cọc pin nó bị tê tê là sao ạ? Anh giúp em với ạ. Cảm ơn anh. Dạ, cái trường hợp này từ trước đến giờ tôi chưa nghe bao giờ anh. Đó, tôi chỉ nghe là cái con kích điện nhầm khi là nó phóng điện hay rò rỉ cái gì đó, thì mình sờ vào nó cũng hơi tê tê. Nhưng mà đối với cái con sạc MVT á, theo cá nhân tôi nghĩ thôi nha, không biết có đúng hay không, nếu anh em nào biết thì bổ sung thêm bằng cách comment với cái phần bình luận của video này ha. Theo tôi nghĩ á, là cái con sạc MVT á, bên trong nó tích hợp sẵn những cái con tụ nó rất là cao voi. Tôi ví dụ như cái con sạc MBT 45A vậy đó, là nó nhận pin có thể là lên 100 mình câu nối tiếp á, 180V thì nếu mà nó nhận pin cái voltage cao vậy thì bên trong cái con sạc á thì nó phải tích hợp những cái con tụ rất là cái voltage rất là cao, có thể cái con tụ nó lên tới 300 400V gì đó. Thì trong quá trình sạc thì theo tôi nghĩ thôi nha, thì cái con tụ đó rò rỉ nó phóng điện ra bên ngoài cái vỏ hay gì đó, hoặc là nó có thể là nó phóng điện ra hay nó theo cái đường điện xuống những cái cọc pin như nè, mình sờ vào thì mình cảm thấy nó hơi tê tê đó. Theo tôi nghĩ là vậy, tại vì nó có một cái con tụ nó cao vôn thì nó phải rò rỉ nó phóng điện ra, thì mình cảm thấy mình sờ vào những cái mấy cái cọc này hay là hoặc là anh thử anh sờ vào cái vỏ của cái con sạc thấy cái có bị tê tê hay không đó, anh kiểm tra lại xem. Nếu mà anh sờ vào cái những cái cọc pin mà tê tê hoặc là sờ vào cái bộ vỏ bộ sạc á mà thấy tê tê thì anh nên tiếp địa cho nó. Thì tiếp địa là mình lấy cái cọng dây điện á, một cọng thôi, mình bắt vào cái vỏ của cái con sạc á, đưa xuống đất cho nó đó, làm nó giống giống hệt như cái cây thu lâu vậy, mình đưa xuống đất cho nó để khi mà nhầm khi nó rò rỉ nó phóng điện á, những cái con tụ nó hoạt động bên trong á, nhầm khi nó lên tới 200 300V gì đó đó, nó phóng điện ra, nó chạm cái vỏ con kích ra nó phóng điện ra, nó làm mình cảm giác như tê tê thì mình nên tiếp đất cho nó ha. Nhưng mà cái trường hợp này á, thì tôi cũng chưa chưa nghe có anh em nào phàn nàn bao giờ, hoặc là tôi cũng thường xuyên xem những cái video anh em chia sẻ về cái vấn đề cái con sạc này sạc kia nhiều lắm, nhưng mà tôi chưa có nghe anh em nào nói cái vấn đề này. Hôm nay thì nghe anh nói vậy thì theo tôi nghĩ, theo cá nhân riêng tôi nghĩ là vậy đó, mà không biết có đúng hay không. Rồi thì anh em nào mà chuyên sâu á, thì có thể là giải thích thêm bằng cách comment với cái video này, còn tôi là chỉ góp ý với anh vài thông tin như vậy đó, mà không biết có đúng hay không. Rồi xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi thì tiếp theo câu hỏi: sạc Sure BBKM30A với loại bình này thì chọn chế độ nào anh? Và mình câu dùng chung với bình ắc quy nước được không ạ? Rồi, chắc có lẽ là anh hỏi cái con sạc Sure 30A này đúng không ạ? Đây thì đây cái chế độ chọn sạc ha. Đây là B01 á, thì cho cái bình axit chì ha, còn B02 á, cho pin lithium ion ha, còn cái B03 á, là cho pin Libel 4 đó. Thì đối với những cái anh hỏi là cái bình xe điện này đúng không, tại vì cái comment anh hỏi cũng hơi lâu rồi, tại vì tôi cũng quá bận bịu nên trả lời hơi trễ, mong anh thông cảm ha. Thì nếu mà bình này thì anh chọn B01 ha đó, và anh hỏi cái bình này và câu chung với bình nước được không. Nếu mà câu song song được anh ạ, à, thì bình á, bình khô hay bình nước á, thì cái nào nó cũng lưu trữ, nhưng mà mỗi cái hoạt động cái áp nó khác nhau. Cái bình này nó nhận áp sạc rất là cao, từ 14.7 đến 15.7 V,
14.7V đến 15V đổ lại ha, cái áp sạc dao động nó là như vậy đó. Còn cái bình nước á, thì cái áp sạc á, tức là cái von ha, cái von một cái bên bình này á, thì mình cài đặt cái áp sạc á, nó tầm tầm khoảng 14.2V. Nếu mà anh câu chung với cái bình nước thì anh nên chọn cái áp sạc tầm 14.5V đó lại ha, chứ để mình chọn cao hơn nữa thì cái bình nước nó sạc á, nó lên tầm 14.5V là nó nóng rồi, nó nóng nó sôi á, nó sôi nó bốc cái mùi axit lên, mình rất là khó chịu. Còn những cái bình này nè, ở đây là tôi sạc á, cái con này á, nó lên tới 30V là tất nhiên mỗi cái bình này 15V, mà tôi rờ vào cái bình nó không có thấy là ấm áp gì, lúc nào nó cũng lạnh tanh đó. Nó lên tới 15V một cái bình nha, mỗi một cái lên tới 15V đó. Còn bây giờ là 13V mấy á, tại vì cái bây giờ nó chiều rồi, trời tối rồi mà cũng đang tải nữa đó, đang nhà đang sử dụng cái tủ lạnh chạy mấy cây quạt điện đó, đang tải đó nên nó áp nó làm vậy. Còn lúc mà đang sạc lên 15V không có vấn đề gì, thì tôi để ý tôi sạc lên 15V nhưng mà rờ giờ cái bình nó vẫn là không có cảm thấy là nó ấm áp vậy, nó vẫn lạnh tanh vẫn lạnh tanh như ban đêm vậy thôi đó. Nếu mà anh có câu cái bình nước thì giờ mình chọn cái áp nó thấp thấp xuống một chút đó. Thì ở đây ha, ở trên đây nè, nó có cái, nếu mà của anh á, cái bộ sạc Sure 30A, cái bộ vàng này á, thì ở trên đây nó có để nè ha, B01 nha, cho bình, nói chung là cho bình ắc quy ha, bình khô bình nước đó. Còn cái B02 á, là pin lithium ion ha, còn cái B03 á, là pin lithium-4 ha, pin sắt phát gì đó đó. Vậy là anh chọn cái chế độ B01 nha anh, bình khô bình nước sạc chung ha. Rồi, cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, để tiếp tục câu hỏi thì có anh viết comment, anh cho hỏi một bình 30A mà 8 bình chạy kích 48V 60Ah lên 220V chạy một đêm gần đủ nên câu lại 12V tăng AH lên thì chạy kích có được lâu hơn không anh? Cảm ơn anh. Thì anh cũng có viết khá nhiều comment thì rồi thì bây giờ tôi sẽ nói cái comment này ha, một chút tôi sẽ nói comment khác của anh cũng gần đây thôi. Thì anh đang sử dụng 8 bình này, anh sử dụng hệ 48V mà anh cảm thấy nó bị thiếu cái lượng điện đúng không? Bây giờ anh muốn câu trở lại 12V để anh mua thêm bình anh câu lên. Câu hệ 12, anh sử dụng hệ 12 mà anh, tôi ví dụ như anh có 8 cái anh sử dụng 48V, anh cảm thấy nó không đủ. Bây giờ anh rã ra anh câu lại 12V, anh thêm vài cái bình lên có đủ hay không? Theo ý kiến cá nhân riêng của tôi ha, thì anh nên sử dụng 48V, anh muốn tăng cái dung lượng lên thì anh thêm 4 cái nữa. Đó. Đó, mình 4 cái nữa thì mình câu nối tiếp và mình câu song song luôn như là 8 cái anh đang có ha. Đó, thì trong cái video của tôi có hướng dẫn là câu nhiều bình 48V rồi. Đó, trong kênh của tôi có những cái video đó, câu bao nhiêu bình lên hệ 48V cũng có hết. Là tất nhiên mình vừa câu song song vừa câu nối tiếp lên 48V, câu hàng có thể là hàng trăm, hàng ngàn cái bình cũng vẫn được, không có vấn đề gì. Theo tôi nghĩ á, cái hệ 48V là cái hệ tốt nhất trong cái hệ điện độc lập như thế này anh đang sử dụng hệ 48V rồi mà anh tụt xuống sử dụng hệ 12V nó không có phê chúng nào đâu, nói thật sự đó. Người ta sử dụng hệ 12 từ từ nó nâng lên 24 48, còn này anh đang sử dụng 48V, anh tụt xuống sử dụng hệ 12V là cái điều nó đi ngược lại rồi. Anh nên sử dụng 48V ha, cho nó ok ha, cho nó bền bỉ các thiết bị điện ha. Đó, mình sạc bình nó cũng mau, nó truyền tải dòng điện á, nó ít ha, nó nhanh hơn đó. Dây điện mình đi nó nhỏ hơn nè, sạc có thể nó mau đầy hơn, sử dụng nó có thể nó lâu hơn hệ 12 một chút, và sạc nó mau hơn hệ 12 một chút. Tuy rằng trên cái chi tiết chiếc tính thì 8 cái bình này 12V hay là 48V thì nó cũng, tôi ví dụ ha, 8 cái bình này mình câu bên hệ 12 thì nó cũng phải lưu khoảng 2400W điện, mà lên 24V thì nó cũng lưu được 2400W điện, mà lên câu lên 48V thì nó cũng lưu 2400W điện. Nhưng mà xài mình sử dụng cái hệ 48V nó rất là ok hơn, ngon lành cành đào hơn là hệ 12 hay 24 ha. Anh không nên tuột xuống 12 nha. Đó, mình vẫn giữ nguyên hệ 24.
thiếu á thì anh mua thêm 4 bình nữa, tại vì nếu mà câu nối tiếp hệ 48 á thì đầu tư không thể nào hai cái được, đầu tư phải 4 cái, mình câu nối tiếp lên 4 cái để mình câu song song vô luôn. Một cái hệ của mình đang có là 8 cái ha. Rồi, để tôi sẽ đọc cái comment sau của anh ha. Thì anh cũng có viết comment khá là nhiều nhưng mà tôi hồi đáp hơi chậm thì mong anh thông cảm ha. Đó thì anh có viết comment. Anh cho em hỏi một bình 12V 30A, 8 bình chạy kích 48, có một tấm pin 450W sạc thẳng vào 8 cái bình 48V được không anh? Cảm ơn anh. Dạ không được anh ạ. Đó, phải hai tấm anh ạ. Tại vì cái hệ 48V đó là nếu mà cái áp sạc nó nằm là tầm gần gần là 60V anh, còn cái tấm pin đó, 450W này cái áp của nó chỉ có 48V mà thôi, 48.5 hay 48.8 là cái áp cao nhất của tấm pin đó. Thì không thể nào mà sạc thẳng vào cái bình này được anh ạ. Nếu mà anh lấy cái tấm pin đó, anh lấy cái tấm pin đó anh câu trực tiếp vào cái hệ bình 48V, có nhầm khi cái áp bình nó cao hơn cái áp của pin, nó chạy ngược về lên pin đó, chứ không thể nào mà nó chạy vô bình đâu. Đó. Nên cái hệ 48V đó thì bắt buộc phải dùng cái con sạc MPT rồi. Thì cái áp sạc đó làm sao mà được cái hệ pin của mình đó, nó phải trên 60V nó mới sạc được cái hệ 48. Và tất nhiên anh phải dùng là hai tấm như vậy ha. Mình dùng là hai tấm 450W. Nếu mà anh cảm thấy mà anh không có sử dụng mà hai tấm mà tới 900W đó, thì anh mua hai tấm, mỗi một tấm 300W cũng được. Hai tấm phải câu nối tiếp lên cho nó cao hơn cái ngưỡng cái áp bình này là khoảng 60V, tại vì cái hệ 48 khi mà sạc cái áp đầy của nó là nó tới 58 đến 60V lận anh. Đó. Thì nếu mà nó lên tới 58 60V thì cái áp pin nó bắt buộc nó phải cao hơn 60V nó mới chạy vào cái bình được. Còn nếu mà nó thấp hơn thì không bao giờ nó chạy vào bình được. Cái tấm pin 450W đó, cái áp nó vẫn thấp hơn là cái hệ 48V. Nếu mà anh câu trực tiếp vào đây thì không thể nào mà nó chạy trực tiếp vào được. Có thể là bình nó chạy ngược lên tấm pin luôn. Tại vì cái áp của cái tấm pin đó, nó cái áp cao nhất của nó có 48 chấm mấy volt thôi, có 50V trở lại à. Nhưng mà cái hệ bình này mỗi một cái 13V nè, anh cầu 4 cái đó, lên 50 mấy volt rồi, sạc đầy nó là 58 60V đó. Nó. Rồi thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ và góp ý cùng anh xin chân thành cảm ơn anh. Anh viết comment rất là nhiều nhưng mà tôi hồi đáp có hơi trễ thì mong anh thông cảm nha. Tôi thấy có rất nhiều comment của anh viết luôn. Video nào anh cũng có xem. Rất là cảm ơn anh. Rồi bây giờ tôi cũng xin tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.